Tức là mọi người mới làm về phần lý thuyết là nhiều, đặc biệt là cái phản ứng thủy phân este thì tạo ra gì, muối và rượu tương ứng. Nếu ra được anhydride thì trong cái gốc đấy phải có lối đôi ở ngay sau nhóm COO đúng không? Và nếu thu được hai sản phẩm mà cùng tráng bạc thì phải là HCOO, CH lối đôi CH2 đúng không? Được chưa? Và cái loại câu hỏi đấy là rất hay gặp. Còn hôm nay ta sẽ sang phần bài tập. Dạng đầu tiên là bài tập đốt cháy. Công thức tổng quát của este là CnH2NO2, ethanol đơn chức mạch thở. Thì khi phản ứng cháy thì ta đã có cân bằng sẵn đây rồi. Được chưa? Mọi người cố gắng nhớ được cái hệ số cân bằng này. Được chưa? Đấy. Còn ở phần dưới thì là các cái dấu hiệu để làm nhanh. Bây giờ ta nhìn luôn bài tập này. Ví dụ 1, ta nhìn luôn ví dụ 1 nhé. Lý thuyết bọn em có thể tự đọc. Ta nhìn ví dụ 1. Bao nhiêu mol CO2? 0,06. Mọi người tự bấm đi. Bao nhiêu mol nước? Cũng 0,06 à. Đúng chưa? Như vậy ta có mol nước và mol CO2 đều là 0,06. Thế theo cái tỷ lệ phản ứng này này, mọi người nhìn nhá. Theo tỷ lệ phản ứng này ta đỡ viết lại này. Mol CO2 là 0,06. Thì mol của cái thằng này sẽ là 0,06 trên N đúng không? Được chưa? Thì ta sẽ tính được M lớn của nó bằng 1,48 chia cho 0,06 và nhân N lên trên. Và máy đi bằng bao nhiêu? Đúng 1,48 gram mà đúng không? 1,48 chia 0,06 bằng bao nhiêu? 24,6. 24,6 N mà bằng CnH2NO2 có phải là 14N cộng 32 không? Như vậy ta có bằng 14N cộng 32. Từ đây em tìm được N chưa? Trừ đi 24,6 trừ 14, 10,6N bằng 32. Thì N bằng gì? Bao nhiêu? Sẽ 53 được. 32 chia cho 10 phẩy mấy mà chỉ có 3 phẩy mấy. 3 chứ 3 đúng không? 3,01 là 3 đi còn gì nữa. N là một số nguyên mà đúng không? Thế N bằng 3 phải công thức là C3H6O2 không? Được chưa? Như vậy đáp án C3H6O2 B. Hiểu cách làm chưa? Cách thứ hai là thử đáp án. Đối với cái loại này thử đáp án dễ hơn. Em xem M lớn thằng này bao nhiêu? M lớn thằng A là bao nhiêu? 24 cộng 4 28, 28 cộng 32 là 60 đúng không? M lớn thằng này. Tự tính ra đi để mọi người học thuộc đấy. Vào chỗ nhanh lên. 74 đúng không? M lớn thằng tiếp theo. 88. Được chưa? Như vậy ta có M lớn của 3 đáp án ABC lần lượt là 60 ứng với 2 carbon, 74 ứng với 3 carbon, 88 ứng với 4 carbon. Được chưa? Em lấy cái 1,48 em chia cho M lớn bằng này thử xem. Chia đi. 1,48 chia 60. Không phải 0,24. Làm gì bao giờ có cái mol nào mà nó 0,02466 này đúng không? Mol là nguyên luôn luôn phải là một số chẵn mà, số đẹp mà đúng không? Tương tự nha, 1,48 chia 88 nhá. Cũng 0,01681 đúng không? Còn 1,48 chia cho 74 bằng 0,02 chẵn luôn đúng không? Thế thì chỉ có đáp án B mới thỏa mãn yêu cầu. Hiểu chưa? Đây là một cách thử đáp án đối với cho những cái bạn mà chẳng hiểu gì và học kém. Hiểu chưa? Thực tế là đi thi thử này nhanh hơn. Nhanh hơn người ta làm tự luận kia, tự luận phải viết phương trình mà đúng không? Đúng chưa? Về nguyên tắc là mol luôn là số đẹp. Nào hiểu chưa? Xong câu thứ nhất. Câu thứ hai, bao nhiêu mol CO2? Bao nhiêu? 0,14 à? Mọi người phải bấm đi chứ. Bao nhiêu mol nước? Cũng 0,14 à? Vào lại giống bài trên chưa? Tập trung nghe nhá. Nghe hoặc nhìn lên bảng đi. Giống bài trên đúng không? Như vậy cách làm tự luận vẫn thế nhá. Đúng chưa? Cách làm tự luận là em lại gì? Dùng cái phương trình cháy trên này đây này. Dùng phương trình cháy em từ mol CO2 em suy ra cái mol của este và lấy M nhỏ chia mol cho M lớn đúng không? Sau đó cho bằng 14N cộng 32 để tìm ra N chưa? Đây là cách tự luận quy chuẩn rồi nhá. Bây giờ ta bỏ qua cách đấy đi thì ta hiểu cách làm rồi. Ta làm cách khác nhanh hơn đi. Đây mấy carbon? Mấy carbon? 3 carbon, M lớn là 74.
ở trên thôi mà. 4 carbon mà lớn là 88 đúng không? Đây cũng là 3 carbon đúng không? 74. Được chưa? Đây là 2 carbon đúng không? 60. Bọn em phải nhớ 60, 74, 88 và 100. 5 carbon là 100, có lối đôi. Nhưng mà thường bọn em chỉ dùng đến 2, 3, 4 thôi. Thế thì em lấy luôn cái 4,2 chia M lớn thằng nào thì ra số đẹp. Tự chia đi, đúng không? Còn 3 số kia sẽ bị lẻ ngay mà, đúng không? Nào hiểu chưa? Ngọc hiểu chưa? Ở dưới. Mấy bạn cuối hiểu không? Ok nhá. Câu này dễ mà nó là cái gì? Lấy M nhỏ chia M lớn ra ngon đẹp là đáp án. Còn cách tự luận ta nói ở câu trước rồi. Được chưa? Đây là cách trắc nghiệm thôi. Nhớ nhá. Luôn luôn ta dạy cách tự luận chính quy trước, từ bắt đầu ta sẽ dạy con mèo làm nhanh. Chú Mai Linh nói ít thôi. Tập trung nghe đi. Câu 3. 1 mol CO2 bao nhiêu mol nước? 0,5 mol nước. Đúng chưa? Đốt cháy mà lại 1 mol CO2 0,5 mol nước thì giá trị M là bao nhiêu? M là cái gì? M là mol X đúng không? Nào được chưa? Bây giờ ta nghe này. Khi trong phân tử có một liên kết bi, khi trong phân tử có một liên kết bi nhá, thì số mol este em đốt, mol este sẽ bằng mol CO2 trừ mol nước. Mol este bằng mol CO2 trừ mol nước. Đây là công thức ở trên này. Có một lối đôi thì mol este bằng mol CO2 trừ mol nước. Thế ta có mol este bằng 0,5. Đúng chưa? Mol este bằng 0,5 luôn mà đúng không? Thế thì M bằng 0,5 thì không có đáp án, kết quả khác. Được chưa? Nhớ công thức nhá. Nhớ rằng là chỉ có một lối đôi mới được dùng công thức này nhá. Hai lối đôi trở lên lại không được dùng. Ok chưa? Ví dụ 4. Ví dụ 4 này. Em nhìn này, mol CO2 bằng mol nước đúng không? Nhìn trong tờ mình được. Mol CO2 bằng mol nước. Biết rằng X tác dụng với LaOH tạo ra hai chất hữu cơ. Công thức của X là, ý này có ý nghĩa gì không? Tác dụng LaOH tạo hai chất hữu cơ ý nghĩa gì không? Có ý nghĩa gì không? Đâu ai trả lời có ý nghĩa gì không? Ý này có dùng để làm gì không? Dùng làm gì? Cả bốn cái đáp án đều cho hai chất hữu cơ rồi thì ý này có tác dụng gì đâu? Bốn đáp án này đều là este đúng không? Este cộng LaOH ra cái gì? Ra muối cộng rượu. Thì hai cái đấy đều là chất hữu cơ đúng không? Như ý này không điểm gì hết. Đúng chưa? À. 0,1 mol mà cần 4,48 lít. 4,48 là 0,2 mol. Ta lại dùng phương trình cháy này. Lại để cái phương trình cháy này cho bạn em nhìn này. Thì chỗ này là 0,1 đúng không? Cái này là 0,1. Cái này là 0,2. Em nhân chéo phát là em tìm được N chưa? Ta có 3N trừ 2 trên 2 thì bằng 2. Thì N sẽ bằng 2. 4 cộng 2 6, 6 chia 3 bằng 2 mà đúng không? Được chưa? 0,1 với 0,2 tỷ lệ là 1 cả 2 mà. Bắt chéo lên. Được chưa? Thế ta tìm ra được N bằng 2 nhá. Đáp án gì? HCOCH3. Được chưa? Nào hiểu câu này chưa? Thay vào phương trình cháy, thay mol vào xong nhân chéo lên tìm được N. Tự giác nhá mấy bạn ở cuối nhá, nhất là cái chỗ của Ngọc Linh cả Trang cái thứ kém này, Quý Tú này. Không hiểu phải hỏi, hoặc tập trung vào nghe mà. Cứ ngồi ở cuối xong rồi tranh thủ nói chuyện ngồi chơi. Bây giờ những cái bạn nâng cao là những bạn khá này thì nghe ta phân tích lại câu này này. Những bạn nâng cao ta nghe lại nhá. Cái cách ví dụ 4 ta vừa chữa này là không phải chuẩn toàn bộ tự luận, bởi vì ta đang dựa vào đáp án để ta làm, đúng không? Cách chuẩn là gì? Khi em đốt cái hợp chất CnH2NO2 này thì ngoài este ra nó còn có thể là axit mà, đúng không? Đúng chưa? Axit và este đều có công thức là CnH2NO2. Thế em ra 2 carbon rồi thì có thể là CH3COOH thì sao? Đúng không? CH3COH hoặc CHCOOCH3. Nó có thể là một trong hai chất này đúng không? Khi hai chất này cộng với NaOH thì thằng trên sẽ ra nước, muối cộng nước, axit cộng bazơ ra muối cộng nước, mà nước thì không phải vô cơ. Đúng không?
Chính vì vậy mà cái ý là cho hai chất hữu cơ để khẳng định nó là este không phải là axit. Đúng chưa? Làm tự luận phải biện luận được cái chỗ đấy. Nhưng ta vừa bảo là gì? Vì cả bốn đáp án này đều là este rồi mà, nên ý đấy mới vô tác dụng. Hiểu chưa? Nhưng mà bọn em vẫn phải hiểu được bản chất của nó ở chỗ như thế. Ok chưa? Đấy. Ta vẫn giải thích lại cơ mà, đúng không? Đấy. Còn đi thi thì có rất nhiều cách làm để ra đáp án. Đừng máy móc, đúng không ạ? Chỉ áp dụng một cách. Đề đại học khối B năm 2009. Mol oxy bao nhiêu? Mol CO2 tính đi. Bao nhiêu? 0,1775 lẻ đấy. Mol CO2 0,145 à? Thế biết mol CO2, biết mol oxy thì biết phải làm gì rồi đúng không? Em có cái phương trình cháy này này. Em đặt mol oxy vào, em đặt mol CO2 vào thì tìm được N đúng không? Tự làm nhá. N bằng mấy? 3,625. Như vậy đây là N trung bình đúng không? 3,625 N trung bình thì một thằng là 3, một thằng là 4 chưa? Đúng không? Cứ bình tĩnh. Được chưa? Một thằng là 3, một thằng là 4. Được chưa? Đáp án thì ta sửa lại mà, ta đang chữa trực tiếp rồi còn gì? Đúng không? Thế 3,625, 3, 4 thì ta thấy có đáp án B hoặc C chưa? Mà este đây là no đúng không? Este no thì không thể là C4H6 được. Vì công thức là CnH2n thì phải là C4H8. Đúng chưa? Thế thì ta có C3H6 và C4H8. Hiểu chưa? Chuyển nhá. Chuyển nhá. Nào dưới được chưa? Bên này được chưa? Ba bạn cuối được chưa? Sang dạng 2 này. Phản ứng xà phòng hóa. Còn em chỉ cần nhớ phản ứng xà phòng hóa là tạo ra cái gì đây? Este cộng NaOH ra muối cộng rượu. Tỷ lệ phản ứng là 1:1. Tỷ lệ phản ứng là 1:1 nhá. Có nghĩa là không cần phải cân bằng. Đúng không? Đấy, chỉ cần nhớ ý đấy nhá. Để ta sang bài tập này. Tất cả mấy cái chấm đằng sau, cả mục 3 nhỏ đừng quan tâm. Ví dụ 1. 1 mol STX được 3 mol CO2 thì số carbon là bao nhiêu? Số carbon sẽ bằng số mol CO2 chia số mol este. Như vậy số carbon là 3. Đáp án A bỏ. Đáp án B bỏ. Đáp án C thỏa mãn. Đáp án D bỏ. Chọn luôn. 8,2 gam natri vứt đi. Không cần thiết. Có 3 carbon mà đúng không? Có mỗi thằng C 3 carbon em đếm rồi anh. Xòe bàn tay đếm ngón tay mà. Có thì 1 mol este mà 3 mol CO2 chả là suy ra 3 carbon. Tỷ lệ là 1N mà. Đúng không? Có mỗi đáp án C 3 carbon thì chọn luôn một gì? Hiểu chưa? Ok chưa? Hai bạn mới được chưa? Ví dụ 2. Ví dụ 2. 20 gam một este mà M lớn là 100. Thế thì số mol là 0,2. Bài này mọi người lưu ý này. Bài này rất hay gặp và học sinh rất dễ bị lừa. Bây giờ bài này ta chữa chi tiết này. Chữa chi tiết bài này nhá. Ta có este là mấy? 20 gam este mà lại M lớn 100 thì số mol của este phải bằng 0,2. Ta có phản ứng là RCOOR phẩy cộng NaOH tạo ra RCOO Na cộng R phẩy OH. Được chưa? Tỷ lệ 1:1, ông này 0,2 mà NaOH là 0,3 đúng không? Nhìn trên bảng. Đừng viết, nhìn trên bảng. Thì có phải là ta nhìn tỷ lệ phản ứng ta thấy ngay NaOH dư không? Đúng không? Dư bao nhiêu? NaOH dư 0,1. Thế khối lượng dư là bao nhiêu? 4 gram. 40 nhân 0,1 bằng 4 gram mà. Đúng không? Và cái câu văn của đề bài người ta dùng rất chính xác là gì? Thu được 23,2 gram chất rắn khan. Chứ người ta không bảo là thu được muối. Đúng chưa? Sau phản ứng này là thu được muối mà. Nhưng người ta lại không dùng từ chất muối mà người ta dùng chất rắn khan. Có nghĩa rằng
23,2 gam này là gồm muối cộng với NaOH dư. Khi em cô cạn nó thành chất rắn mà, đúng không? Thế thì khối lượng muối thực tế của mình sẽ là bao nhiêu? 23,2 trừ đi 4 là bằng 19,2 gam. Khối lượng muối là 19,2 gam, được chưa? Mà mol muối là bao nhiêu? 0,2, đúng chưa? Mol muối 0,2 nhá. Em lấy 19,2 chia 0,2 đi, ra m lớn bao nhiêu? 96 mới đúng chứ, được chưa? 96 nhá. Mọi người hiểu đến đây chưa? Lấy m nhỏ chia mol, được chưa? Thế bây giờ là mọi người lại học một cái mẹo để làm nhanh này. R này sẽ bằng 96 trừ đi gốc CONA, đúng không? Nhớ luôn gốc CONA này bằng bao nhiêu? Ai biết được gốc CONA này? Trừ đi 67 bằng bao nhiêu? Bật máy đi. 96 trừ 67 bằng 29. 29 là C2H5 không? 29 có phải gốc C2H5 đúng không? Được chưa? 29 là C2H5, được chưa? Như vậy ta sẽ có gốc của công thức là CH5 thì đáp án gì? Có mỗi thằng C này là có CH5 đây đúng không? D đâu em? Đấy là gốc rượu mà em, đây là gốc muối mà, đúng không? Gốc muối thì em phải là CH5 ở đây chứ, đúng chưa? Như vậy đáp án C, được chưa? Quang Linh hiểu chưa? Nào mấy bạn ở bàn cuối, 2-3 bàn cuối hiểu chưa? Ok chưa? Nhắc lại nhá, vẫn nhắc lại này, bởi vì cái bài này rất hay thi. Rất hay thi đấy, kể cả kiểm tra trên lớp bọn em. Khi cho tác dụng NaOH mà bảo là thu được bao nhiêu gam chất rắn thì chắc chắn sẽ có NaOH dư ở trong đó. Được chưa? Sẽ có NaOH dư thì khối lượng muối phải bằng khối lượng chất rắn trừ khối lượng NaOH dư rồi chia cho mol thì mới ra m lớn. Cái mẹo thứ hai là để mọi người làm bài nhanh thì nhớ luôn gốc CONA là 67. Như vậy cứ lấy m lớn trừ đi 67 thì sẽ ra được gì? R. Được chưa? Nhớ nhá, có hai cái mẹo để mình làm nhanh, một cái chú ý một cái mẹo thôi. Được chưa? Tiếp, ta sang ví dụ 3. Ví dụ 3. Etin acetat là 4 carbon. Nhìn lên bảng đi bọn em. Nhìn lên đi. Etin acetat là 4 carbon, mà 4 carbon vừa rồi m lớn là bao nhiêu? Nhớ được luôn chưa? Sai rồi. 88. 2 carbon 60, 3 carbon 74, 4 carbon 88. Thế m lớn 88 mà 8,8 chia 88 thì là 0,1 luôn. Được chưa? Nếu em thuộc được càng nhiều thì em làm càng nhanh. Còn không thì lại phải viết công thức xong lại đếm m lớn. Có những người còn bấm 12 cộng 1 cộng 16 cộng 16. COO mà, đúng không? Nào xong chưa? 0,1 mol này. Bao nhiêu mol NaOH? 0,04. Thằng nào dư? Bẫy đây, câu này lại bẫy một người khác. Thằng nào dư? Axit dư. Axit dư thì khối lượng muối phải tính theo thằng nào? NaOH đúng không? 0,04 nhân m lớn là bao nhiêu? M lớn mọi người là etin acetat là CH3COO và muối là Na này đúng không? CH3COONa đúng không? Cái gốc này là 67 chưa? Cộng 15 82. Đúng chưa? 67 cộng 15 82. Lấy 82. Đúng không? 82 nhân với 0